Đến với khu vực thương mại, những cái cây bày ở đây tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn một số những cái tác phẩm. Anh ở Bình Giang anh? Dạ vâng. Vâng, anh tên là gì ạ? Cháu tên Thọ. Anh là anh Thọ, anh có thể đọc chậm cái số điện thoại của anh được không? Số điện thoại là 0972 281818. Vâng, đây là số điện thoại của anh Thọ. Chúng ta có thể sau khi tôi chia sẻ cái khu vực mà thương mại của anh mang vào đây cũng ít cây thôi, nhưng mà tôi cũng sẽ giới thiệu từng cây một qua cái báo giá của anh Thọ để chúng ta tham khảo. Thứ nhất là tác phẩm sung à? Ôi rồi, quả nó dày này cả. Hay quá nhỉ. Dày từ gốc dày lên thì trông khiếp thật đấy. Anh đặt tên là Huyền Chi Đảo Địa. Dạ, vâng. Cây sung Huyền Chi Đảo Địa. Suốt từ gốc cho đến ngọn dày quả như thế. Bởi vì có một cái cành đúng là đảo địa. Buông hẳn xuống xong đưa thành cái tay hoành như thế này. Cái chỗ đấy nó gập khúc lại đúng không? Để tôi sang bên đấy. Quá đi chú ơi. Bắt cỏ hái bùi đấy. Ôi, là một trong những tác phẩm sung thân quái rồi. Ui dồi ôi, đẹp không? Cực kỳ đây, chứ đây cái tay này này, cây tay Huyền Chi Đảo Địa đây. Đưa lên làm ngọn và buông xuống dưới xà xuống dưới gốc. Đẹp không? Tác phẩm sung đẹp quá. Các bạn xem video sáng mai tôi đăng tải lên, nếu thích cái bóng dáng của cái sung thân quái như thế này, các bạn sẽ điện trực tiếp cho anh Tuấn và đến với quầy hàng thương mại ngay cổng ra vào của sân vận động của nhà thi đấu Hoàng Hóa để chúng ta giao lưu với anh Tuấn. Cái độc đáo cái này đeo quả như thế này. Anh Tuấn, anh đến đây một tí nào. Anh đang mải đi làm những cái dây để uốn. Nếu mà với cây sung này về tay các nghệ nhân mà làm được tán như tán xanh nữa thì không biết là nói về như thế nào được hơn. Bởi vì một cái dáng dấp của cây sung thân quái như thế này rồi. Tên là Thọ nhỉ? Ừ, lúc nãy mình nói nhầm là Tuấn. Nhưng mà lúc anh giới thiệu là Thọ rồi. Đúng không? Dạ vâng. Thế thì anh tôi đầu óc nó hay lú lẫn lắm. Nói trước quên sau, thế mình khổ. Không hiểu rồi, sau này mình phải điều chỉnh lại cái giờ giấc làm việc của mình, nó không bị loạn xạ thế này. Với cây sung này này anh ơi. Dạ. Nói nhỏ một tí cái. Cây sung này thì anh giao dịch bao nhiêu? 24 triệu ạ. 24 triệu à? Dạ. À vâng, đấy chúng ta vừa nghe anh Thọ nói nhỏ là 24 triệu đấy. Quả như trùng nho à? Hay quá nhỉ. Độc đáo thật đấy. Không ai uốn được cái cành này đâu. Khả năng đây nó bị một cái tức là từ nhỏ rồi. Đúng không? Nó đánh gập cái cành này tuyệt vời quá chị. Vâng. Không biết là nó là một cây rất thẳng nhưng mà lại thành queo, rất queo. Mà cái thân này trực tôi mới lại thích, chứ nếu mà lại uốn lượn lại không đẹp. Đúng rồi. Trực mới lại đẹp. Đưa lên làm ngọn rồi. Đẹp rồi, có vị trí đẹp rồi. Tay kia tiếp tục đưa xuống thành cái vai. Hay quá ấy. Và bên này đưa sang làm cành Tây Huyền. Rất tuyệt vời. Đây. Ngoài ra anh đang đưa gốc ra. Úi dồi, quả từ dưới rễ này. Từ dưới bệ luôn. Bây giờ anh mới cắt lưới để hở cái bệ ra cho chúng ta xem. Cốt chậu rồi nhưng mà xong người ta lại quẳng lên đất. À, tôi chỉ thích cái là nó nhiều quả thôi. Cái dáng của nó đây, bây giờ mới hở toàn bộ cái bệ đẹp không? Cái dáng của nó đẹp. Vâng.
cái dáng này nhìn hướng nào cũng đẹp. À, nói thật chứ với cái sung này 24 triệu thì nhà tôi tận ngoài Ba Vì, thì nếu mà nhà tôi ở Hoàng Hóa này thì chắc là bây giờ tôi trở về ngay. Tôi trở về vườn luôn. Tiếc mỗi cái xa quá. Vâng, chúng ta đến với những cái tác phẩm tiếp theo. Cái cây mẫu đơn này bao tiền anh? Mẫu đơn đỏ 12 triệu. 12 triệu cây đơn đỏ này. Đây anh có gốc tường vi nha. Ông có thích gốc tường vi này không? Có chứ. Vâng. Ông muốn mua không? Có chứ. Thế thì theo ý ông là nếu mà gốc tường vi này thì ông trả bao nhiêu tiền? Thế đó thì tôi cũng chưa định được. Vâng. Ông thích à? Để gọi anh ấy đến. Vâng. Anh Thọ ơi. Anh đến đây tôi nhờ cái anh báo giá cái gốc tường vi này bao nhiêu? Gốc tường vi này 3,5 triệu ạ. 3,5 triệu. Dạ. 3,5 triệu đây ông ạ. Rồi ông có ông bên cạnh đây ông đang ông nói chuyện với tôi, ông đang thích gốc này. À, nếu mà ông có tuổi mà ông quý mến cái gốc tường vi này, ông muốn đem về chơi thì cũng có cái thương lượng anh Thọ. Dạ vâng. Vâng. Chứ không phải là 3,5 triệu. Đang độ hoa. Vâng. Ông cũng quê Hoàng Hóa này ông ơi. Vâng. Vâng. Nhà ông có tác phẩm xanh nào chưa? Có chứ. Có rồi à? Đây cây xanh này cũng có cái thân, cái form cây cũng hay. Có cái mình để thấp cái này nên là phải ngồi xuống để quay. Như cái cây, như cây xanh này bao tiền? Cái chậu tròn. Ờ, bao tiền? Chậu tròn 28 triệu. Cái chậu tròn bên này á? Dạ vâng. À, cây này 28 triệu. À, còn cây bên bầu dục này? Cây đấy 25 triệu. 25 triệu. 28 và 25. Nói đùa, cái bệ sung kia mà hay là anh giữ cho tôi, anh mang được về Ba Vì cho tôi không? Dạ vâng, được. Hả? Được chưa bác? Tức là không bán nữa nhá. Dạ vâng. À, cái sung đấy hay quá. Đây Ba Vì đáng yêu rồi. Ừ, thế xe nhà mình đâu? 500.000 một quả sung, cứ một quả 500.000. Cây này, cây sung đấy về tôi cho một cái chậu, xong tôi để trong cái chậu nước. Vâng. Anh ạ. Vì dễ trắng nó ra nhiều rồi. Tôi để vào cái chậu nước, tôi làm cái tiểu cảnh. Vâng, bầu nó bo rồi đó. Wi-Fi này bắt được. Xanh ôm đá. Anh xanh ôm đá này, cây này anh nói anh bán rồi gì? À, có người mua rồi. Vâng, bán rồi. Bán trả tiền rồi. Bán cho anh em gian hàng thương mại rồi. À, bao nhiêu? À, được cái này còn chuyện anh em thương mại không tiết lộ giá. À, đúng rồi, đúng rồi. Để anh em còn thương mại. Vâng. Rồi, rồi. Tức là cây này bán rồi. Vâng. Quê ôm đá già chi dòng. Chi dăm luôn. Đá thấm thủy. Vâng. Đá thấm thủy. Đá thấm thủy tôi lại thấy thích hơn cái đá xanh. Bởi vì nó lên rêu nhanh và nó giữ nước. Dạ vâng. Chơi đá thấm thủy tôi thấy hay lắm. Này rồi phải đưa được vào cái chậu bê tông, chậu bắt tay cũ. Đúng rồi. Mỏng luôn. Cho nó giảm bớt chiều cao xuống. Còn rộng thế này là được rồi, không cần phải cô nữa đâu. Không cần phải ép chậu nữa. Không có chậu, có là thay được cái chậu cũ rồi. Thay được chậu cũ. Mỏng. Thế còn cây mẫu đơn này bao nhiêu anh? Cây mẫu đơn này bao nhiêu? Hiện khí đấy 26 triệu. 26 triệu. Mẫu đơn vàng. Ừ. Thế bây giờ mai chở cây được về cho mình không nhỉ? Mai bác. Ừ. Mai được bác. Chiều tối mai. Dạ vâng. Về chạy thẳng từ đây về Ba Vì luôn. Vâng. Về nhà mình luôn. Vâng. Mai để không bảo anh. Là mình đi cùng luôn. Vâng. Để cho biết đường biết nhà luôn. Vâng.
Vâng, đó là cây mẫu đơn. Có lẽ gian hàng của anh Thọ có thế thôi nhỉ? Dạ, vâng. Mình chia sẻ thế thôi chứ. Thế được ạ. Cây si này thế nào? Thì cũng đấy thì chỉ có 3 triệu rưỡi thôi ạ. 3 triệu rưỡi á? Dạ. Cũng được. Cũng đúng giả đấy. Kể ra mà anh có cái số điện thoại anh viết vào cái tờ bìa cắt tông anh treo ở đây thì hay quá. Mai tôi tung video lên thì có người ta điện đến cho anh luôn. Thôi, mời các bạn xem video cứ đến qua cái cổng chính của khu nhà thi đấu triển lãm hoàng hóa ở bên tay trái là gian hàng của anh Thọ. Đấy, một chuyến xe chở những cây rất lớn. Tôi nhớ không nhầm thì đây là cây của Dục Thúy Sơn thì phải. Vâng, nói đến bám đá lớn như thế là vùng Ninh Bình rất là nhiều. Đặc sản của Ninh Bình là cây bó đá. Vâng, đúng rồi. Vừa rồi Trường Giấy mua của khu đồng Thiên Vương của Đảm đấy, Thường Tín đấy. Anh có xem phóng sự hôm qua hôm kia tôi quay ở Trường Giấy. Một số cây Trường Giấy mới đem nhập về đội đấy.